tâm tôi phải chạy dấu vì chồng mà tôi phải giàu cao bằng ngày. Nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài khi bấm em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa sồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quà, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Cứ như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Giữ lấy cái chân quê nền nếp. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội đã bay đi ít nhiều. Vì tâm tôi phải chạy dấu, vì chồng mà tôi phải giàu cao bấm ngày. Mà chồng tôi thì đỗ khoa này, bỏ công đem sách nghiêu từ ngày lấy tôi. Chứ kẻo không rồi chúng bạn cười.